cầu vồng nào? Umbala, xứ sở cầu vồng. Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng mình cùng lắng nghe câu đố của chị nhé. Đầu nhỏ mà có bốn chân, lưng đầy gai nhọn, khi cần bắn ngay. Các em có đoán được đó là con gì không? À, đó là con nhím đấy. Bây giờ chúng mình hãy cùng gặp bạn nhím nhé. Nào, hãy cùng nhờ túi bột tiên nhé. Umbala, xứ sở cầu vồng. Đây là bạn nhím đấy các em ạ. Bạn nhím có bốn chân này, rồi có những chiếc gai nhọn ở trên thân của mình đấy. Bạn nhím còn rất thích ăn rau cỏ nữa này. Nhưng không biết trong tự nhiên thì các bạn nhím sống với nhau như thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu câu đoạn băng sau đây nhé. Nhím là một loài gặm nhấm, sống hoang dã. Tại nước ta, chúng sống dọc theo các vùng đồi núi và trung du rừng rậm. Nhím ăn các loại rễ cây, mầm cây, rau, củ, quả ngọt, bùi, đắng, chát. Ít khi uống nước vì nhím ăn nhiều rau quả đấy các em ạ. Chúng mình vừa tìm hiểu về các bạn nhím, các em thấy có thú vị không nào? Chị còn biết hôm nay chị búp bê có một câu chuyện cũng liên quan đến các bạn nhím đấy. Chúng mình hãy cùng gặp chị búp bê nào. Đưa em tới nơi trên trời mơ mộng, nụ cười lung linh trên môi và ca hát vui yêu đời. Umbala, xứ sở cầu vồng. Umbala, mơ ra. Umbala, xứ sở cầu vồng. Umbala, mơ ra. Chỉ thỏ trắng tinh nghịch vui tính, dạy em bao điều hay, dạy em bao điều bổ ích. Chỉ búp bê kể chuyện vô tình, thần kỳ những phép màu dìu em vào giấc mơ thần tiên. Umbala, xứ sở cầu vồng. Chị búp bê xin chào tất cả các em. Các em nhỏ ơi, mỗi khi hè về thì chúng mình thường được bố mẹ đưa đi đâu nhỉ? Chúng mình sẽ được đi tắm biển này, đi leo núi này. À, và chúng mình còn được về nhà thăm ông bà nữa phải không nào? Ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau đến với một kỳ nghỉ hè vô cùng thú vị của bạn nhím con trong câu chuyện sau đây các em nhé. Câu chuyện kỳ nghỉ hè thú vị. Hè này, nhím con được bố cho về quê ở với ông bà một tuần. Nhím con mừng lắm. Khi đi qua cánh đồng rộng mênh mông, nhím con trầm trồ thốt lên: "Ôi chao, cánh đồng sao mà rộng thế không biết?" Xe vừa dừng, nhím con đã thấy ông bà ra tận cửa để đón. "Cháu chào ông bà ạ, cháu chào ông bà ạ." "Ôi, cháu đã lớn thế này rồi cơ à?" Sáng hôm sau, ông đưa nhím con đi câu cá. Ngồi một lúc lâu mà cá vẫn chưa cắn câu, nhím con thấy sốt ruột quá. Bỗng ông bảo: "Kìa cháu, cá cắn câu rồi, giật mạnh lên nào. 2-3 nào, 2-3 nào. Ôi, con cá to quá ông ạ." Nhím con thích đi câu cá lắm, nhưng hôm nay ông lại bận mất rồi. Sợ nhím con buồn, bà bảo với nhím con: "Cháu có muốn giúp bà trồng rau không?" Nhím con háo hức theo bà ra vườn. Cậu đi sau bà, lấp đất, phủ đất lên chỗ bà bỏ hạt giống vào. "Thế bao giờ rau cháu trồng mới ăn được hả bà?" Nhím con hăm hở hỏi. Gần trưa, bạn chuột con ở nhà bên cạnh sang rủ nhím con đi hái dưa. "Ôi, ruộng dưa hấu của nhà cậu sao mà to thế? Thích quá đi mất." Nhím con trầm trồ và bảo. Chuột con nói với bạn: "Cậu thích quả nào, tớ sẽ lấy cho. Quả to ngon nhất cậu nhé." Ngồi ăn dưa với bà và bạn chuột, nhím con sung sướng nói: "Dưa hấu ngọt quá. Ở quê thật là thích bà nhỉ."
câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay thật hay phải không nào các em? Được hòa mình với thiên nhiên muôn màu, muôn sắc thật là một điều tuyệt vời các em nhỉ? Còn bây giờ, chúng mình hãy cùng chuẩn bị đồ và cùng chị Búp Bê đến với xứ sở cầu vồng các em nhé! Chị Búp Bê và chị Thỏ Trắng yêu các em! Cầu vồng, cầu vồng.